Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. Oh, magtimpla muna kayo ng kape, post nyo to, tumimpla kayo ng kape sa mga naka-order, sa mga hindi pa naka-order. Sa Shopee, Boss Rino, search nyo, doon kayo makakabili ng kape. So ito, The Cold TV, the Vietnamese channel, na-miss ko to. The Cold TV, na-miss ko to. Tatranslate ko na lang ulit ha, sa abot ng aking makakaya. So huwag natin patagalin, maikli lang to, tirahin na natin to bago patirahin ng iba. Số 1. Đó có phải bàn tay của quỷ? Kamusta daw kayo? Sabi? Số 1. Đó có phải bàn tay của quỷ? Nag-gupit na daw ba kayo ng kuko? Một nhóm người trong lúc đang đi kiểm tra lưới đánh cá đã vô tình quay lại được một video thật sự đáng sợ. Theo như người đã quay đoạn video trên cho biết, ngày hôm So ito daw ay na mga mangingista. Đó họ có rủ nhau ra bờ sông để kiểm tra các lưới bắt cá mà họ đã đặt vào tuần trước. Họ hy vọng rằng mình sẽ bắt được thật nhiều cá ở con sông đó. Mapayapa daw sila naglalayag, tapos bigla nakaramdam sila ng kakaiba sa ilalim ng tubig. Nhưng không những họ không bắt được một con cá nào, mà họ còn đối mặt với một thứ gì đó đang ẩn náu dưới mặt nước. Và đây là đoạn video mà họ đã quay lại được. Mời các bạn cùng theo dõi. May kumakatok daw sa ilalim ng bangka at nanginginig ang itlog niya. Ano yan? Oy! Ano yun? Ano yun? Halimaw to! O gago, ano yan? Ano yan? Walang hinliliit, walang hinlalaki. Oh my god, kakaibang lili lang to ah. Như bạn có thể thấy, khi họ đang kiểm tra các lưới bắt cá ở đây, thì ngay lúc này, một người trong gago, nakakatakot to. Số họ dường như đã nhìn thấy một thứ gì đó đang bơi xung quanh. Ayoko talaga ng mga creatures sa tubig. Thuyền của họ, lúc này mọi người trên thuyền đều dùng đèn pin để soi xem đó là thứ gì. Thì ngay lúc này, phía dưới nước đột nhiên xuất hiện một bàn tay xương của thứ gì đó. Theo như một người đàn ông trong nhóm nói rằng, đó rất có thể là gusto daw silang kuhanin, buti na lang payat daw yung kamay. Aya, và anh ta đã từng nhìn thấy thứ này ở đây. Sau khi họ nhìn thấy thứ kỳ dị trên, họ đã lập tức đi về bờ để bảo vệ cho chính mình. Họ sợ rằng thứ kia có thể làm hại họ. Kinapos lang daw, hindi inabot yung bangka. Thật đáng sợ. Theo bạn, bàn tay rùng rợn đã xuất hiện trong video trên có thể là gì? Đó liệu có phải là Maya hay đây chỉ là một sinh vật nào đó? Bạn nghĩ sao về hai giả thuyết trên? Hãy nêu lên cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Pero kung inabot daw yung bangka, sigurado daw lulubog sila. Số 2. Gặp ma trong bệnh viện. Mag-ready na daw kayo at luto na ang kambing. Số 2. Gặp ma trong bệnh viện. Một đoạn video đáng sợ được camera an ninh bên trong một bệnh viện ở Nhật Bản đã quay được. Theo như cô y tá đã tận mắt chứng kiến, Sata, Japan na naman to. Kể lại rằng, ngày hôm đó cô có đẩy một bệnh nhân đi xét nghiệm. Trong lúc cô và một nam bệnh nhân đang đứng chờ thang máy, thì ngay lúc này, một cô gái bí ẩn đã xuất hiện. Và so ito daw ay isang hospital na yung nurse daw dito ay sobrang pagod na. Tapos meron pa daw nakitang creeping nila lang. Sau đó cô ta đã làm một hành động khiến cô y tá trên phải ngất xỉu. Và đây là đoạn video mà bệnh viện đã cung cấp. Mời các bạn cùng theo dõi. Wow! Gago! Ay gago, iniwanan yung may sakit. Anong klaseng nurse to? Oh, tama mo, hindi makatakbo yung... Ay, comedy, hindi makatakbo yung... Teka na, natawa ako ha. Hindi na. Horror ba to o comedy? Natawa ako eh, kasi nagpipiglas yung may sakit. Parang may balot pa sa ulo, hindi makatakbo. Nakakita ng multo. Ang hirap makakita ng multo na naka-wheelchair ka tapos may sakit ka. Hindi ka makakatakbo eh. Isa sa pinakamahirap yun na mangyari na may nakita kang multo tapos naka-wheelchair ka. Tingnan nyo paano pumiglas yung ano ah. Walang kumita yung nurse, iniiwan yung pasyente, hayop. O, tignan mo, hindi alam gagawin. O, wala na. O, wala na. Eh, masakit yung leeg eh. Hindi makalingon eh. Như bạn có thể thấy, khi họ đang đứng chờ thang máy, lúc này phía trước họ có một cô gái đang đứng chờ cùng họ.
nhưng sau đó cô gái bí ẩn kia đã đi xuyên qua cánh cửa thang máy. Điều này pero ha giúp nó tumago sa dingding ba ng elevator. Khiến cô y tá kia quá hoảng sợ, cô đã ngất xỉu ngay sau đó. Người bệnh nhân kia cũng rất sốc, nhưng vì đang ngồi xe lăn nên anh ta không thể chạy được, thật đáng sợ. Wala siyang magawa, kawawa naman. Cô gái bí ẩn đã xuất hiện trong đoạn video trên có thật sự là một hồn ma hay không? Mong bạn hãy nêu lên cảm nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Takbo si nurse, no? Dapat tinatanggalan na lisensya yan. Iniwanan yung ano eh. Iniwanan yung pasyente, nakakita lang ng multo eh. Tignan nyo, Diyos ko po, hindi makaalis si kuya, kawawa naman. Số 3. Tiếng động là bên trong nhà kho. Ano daw? Số 3. Tiếng động là bên trong nhà kho. So ayun, magandang gabi daw, malapit na daw matapos ang video na to. Một cô gái sống tại Mỹ đã vô cùng hoảng sợ khi đã vô tình quay lại được một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang hiện diện bên trong nhà kho của mình. Theo như những gì mà cô ấy đã chia sẻ, chính xác thời điểm và cô đã quay lại được đoạn video là vào khoảng parang yung may-ari doon ng bahay medyo nawiwirduhan daw sa paligid ng kanyang bahay. 9 giờ tối, sau khi đi làm về và chuẩn bị nghỉ ngơi, thì đột nhiên cô ấy đã vô tình nghe thấy một số tiếng động kỳ lạ phát ra từ bên trong nhà kho của mình. Ban đầu, cô ta chỉ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Tuy nhiên sau đó, tiếng động lạ lại tiếp tục xuất hiện một cách bí ẩn hơn và lần này, cô ta đã quyết định ra khỏi nhà để kiểm tra. Tuy nhiên điều này dito daw sa bodega niya medyo iba-iba daw ang ayos ng mga gamit đã khiến cho cô ấy thật sự sợ hãi với những gì mà cô ta đã nhìn thấy vào tối hôm đó. So I moved into this house not too long ago. My landlords live about an hour and a half away from me. In the backyard there's two sheds, one of which is always locked. But let me show you something. That's my shed. And that's their shed. But it's unlocked today. So I get my trusty flashlight and we check this out, right? There's cobwebs over here, but there's none here or in this space here. Okay, so now that I've actually climbed in, it's not as funny. Look at all this. There's no cobwebs on any of this stuff. Who the fuck? Wait, what is this? Uy, huwag ka magbukas dyan. I'm not playing with this. I didn't catch it, but it was right... Bạn có thể thấy, sau khi vào bên trong nhà kho để kiểm tra, thì... Nagulat ako sa sigaw ni ate, puta. Hirap ito? Ang hirap ng gatong buhay? I'm not playing with this. I didn't catch it, but it was right... Bạn có thể thấy, sau khi vào bên trong nhà kho để kiểm tra, thì cô gái đã thật sự bị sốc khi phát hiện một bóng đen bí ẩn đang hiện diện bên trong một góc của nhà kho. Không dừng lại ở đó, khi cô gái lại tiếp tục bắt gặp một hoạt động vô cùng đáng sợ vào tối hôm sau. What the fuck is that? Holy shit. Ano yung nakita niya? Wala, may umiyak. Cánh cửa nhà kho dường như đã bị một ai đó hất mạnh và tạo ra tiếng động lớn. Cô gái đã vô cùng hoảng sợ và lập tức trở lại căn nhà của mình. Điều này đủ để nói lên căn nhà mà cô gái này đang sinh sống rất có thể đang bị ma theo ám. Ko alam niyo konti na lang magiging mali-mali na ako pagtanda. Promise. Bạn nghĩ sao về những hoạt động bí ẩn đang xảy ra ở căn? Wala naman ako nakitang multo eh. Wala akong nakitang multo pero nagugulat ako eh. Hayop na sigaw nito ni ate. Nhà của cô gái này và bóng đen đáng sợ đó liệu có phải là một bóng ma? Đừng quên cho mình biết ý kiến của bạn ở bên dưới nhé. Ay, tapos na. Puta, patay tayo dyan. Malala na yung gulat ko. Oh, wag... I came from the mud. There's dirt on my hands.